Mà câu 32 nhé. Phật sơ đồ hóa phương trình x bằng 10 cốt. 10 cốt của 2πt cộng pi chấm 4. Thời điểm vượt qua vị trí cân bằng lần thứ 3. Vượt qua vị trí cân bằng nhé. Lần 3 là bao nhiêu? Thầy dạy bằng dùng trục này. Lần thứ 3 thì thầy phải kiểm tra và bắt đầu đi từ đâu nhé. D bằng 0. Chúng ta được x0 bằng này. Với x0 như nào? Cốt pi nhân 4 là bằng căn 2 trên 2. Mình cho đây bằng 5 căn 2. Góc dương này xin chắc chắn là về không? Về không? Để thầy vẽ hình. 0 này. Trên là 10 này. Dưới là âm 10 đi. Vật qua đi độ. À, vượt qua vị trí cân bằng lần thứ 3. Vật bắt đầu đi từ 5 căn 2. Đây 5 căn 2 đây. Theo chiều chiều âm đi xuống này. Qua vị trí cân bằng lần thứ nhất rồi này, các em thấy chưa? Lần thứ nhất. Sau đó đi lên tiếp. Lần thứ 2. À, đi lên là phải đi đi hạ. Lần thứ 2. Đây là lần thứ nhất nhé. Lần thứ 2. Sau đó lại đi xuống nữa lần nữa. Thì sẽ được lần thứ 3. Và bấm máy thì thời gian này. Chỗ này từ 5 căn 2 về 0 là chính là A căn 2 trên 2. Các bạn hiểu đây là chính là A căn 2 trên 2. Về vị trí cân bằng của ta là hết T trên 8. Vậy thì T còn tìm của thầy này. Bằng T trên 8 này. Đoạn này là T trên 8 này. Cộng với đoạn này xuống là T trên 4 nữa. T trên 4 này. Cộng với cả đoạn này là T trên 2. T trên 2. Cộng thêm T trên 4 nữa. Và vậy T trên 4 cộng T trên 4 là T trên 2. T cộng T trên 8 là 9T trên 8. T bằng bao nhiêu? T bằng 1 giây bằng 9.8 giây. Như vậy nhanh hơn rất nhiều so với việc mà nếu như thầy đi giải thì chỉ nói ra lấy nghiệm nhé. Còn thậm chí còn đau đầu ấy chứ. Đó là câu số 32. Thôi câu 33 thì thầy kèm phân tích cái dữ kiện đầu tiên là đi từ vị trí thấp nhất đến cao nhất. Thông thường người ta gọi đây là vị trí thấp nhất. Đến vị trí cao nhất là T trên 2. T trên 2 bằng 0.5 giây, vậy chu kỳ T bằng 1 giây nhé. Sau đó khoảng thời gian là 0.75 giây, thì đây là chính là 3/4 chu kỳ T mà. Thì các em phân tích cái 3/4 T ra thì sẽ được đáp án là C. Câu 34 thì chú ý chỗ này thôi. Nhờ khi vật đi theo chiều âm, vận tốc của vật đạt giá trị 20V, thì các em phải giải phương trình là V bằng 20V là bị sai đấy. Bởi vì đi theo chiều âm thì V phải là âm 20V. Còn 20V này là độ lớn. Độ lớn của vận tốc chính là tốc độ. Thì các em giải phương trình lượng giác V bằng trừ 20V. Nó chính là cốt là trừ 40V. Trừ 40V sin của cái góc đó thì bằng trừ 20V. Từ đây ta giải phương trình lượng giác đơn giản nhé. Sin bằng 1/2 đấy. Câu 35. Vật sơ đồ hóa phương trình này xác định thời điểm lần thứ 2 vật có vận tốc. Các em có giải phương trình ra. Tức là phương trình này, phương trình của vật này x bằng này 6 cos của 5πt trừ đi pi trên 3 trừ pi trên 4. Các em thông cảm một chút là thầy nhìn nó rất nhiều phương trình này, nó hay bị hoa mắt. Thầy nhìn nhầm. 6 cos 5πt trừ pi trên 4 này xác định thời điểm lần thứ 2 vật có vận tốc. Tức là lần 2 vậy có vận tốc nhé. Xuất rõ ràng là vận tốc là trừ 15π. Trừ 15π. Thế ta giải phương trình này thôi. Ta giải phương trình vận tốc là V bằng trừ 30π. Trừ này omega này sin của 5πt trừ đi pi nhân 4 thì bằng trừ đi 15π. Ở đây ta sẽ giải ra là hai hoặc nghiệm. Nó trừ hết này, sin là 1/2. Hai hoặc nghiệm luôn nhé. Là 5πt trừ đi pi nhân 4 thì bằng một họ là pi nhân 6 cộng k2pi. Và 5πt trừ đi pi nhân 4 thì bằng là 5πt trên 6 cộng với k là 2pi. Rút gọn đi ta được hai hoặc nghiệm t này. Pi nhân 4 pi nhân 6 là thành 5π trên 12 và chia cho 5π đi. Vậy cho nên trên là hoặc nghiệm là 1/12 cộng với 2k trên 5. Họ thứ hai chuyển sang 1/4 cộng 5/6 á, mốt cho 12, cho này là 3 này. 3 này cho này là 13, 13/24 mà chia cho 5 đi. 13/120 à. 13/120.
cộng với k chia cho 2k/5. 2k/5. Cái này nếu k lớn bằng không hết thì dẻo lên k lớn bằng không hết. Được chưa? Bây giờ các cái thời điểm mà có vận tốc này, vận tốc này thì có thể là vận tốc ở những ly độ dương hoặc ly độ âm, thì có vận tốc là -15 pi. Vậy ta kiểm tra lần thứ hai nhé, thì các em thay các cặp giá trị k và mát ở đây vào, nhỏ nhất đây vào, bởi vì là 1/12 thì là nhân 10 đi, là 10/120, 1/12 là nhỏ hơn. Vậy thời điểm đầu tiên mà có vận tốc là ứng với giá trị t ở trên, thời điểm lần thứ hai mà có vận tốc thì là ứng với giá trị k ở dưới. Không biết thấy chỗ này có nhầm không nhỉ? Chỗ này là 13/60 ấy nhỉ? Đây là 5/6 này, cộng 1/4 này, 5/4 = 20 là 26/24, chia cho 5 đi, chia cho 5 đi, 13/60, xin lỗi, chỗ này nhầm, 13/60. Đây, thầy giải thích lại cái đoạn này nhá, giải thích lại đoạn này. Bởi vì giá trị T này, T ở 1 này, thầy viết như này, T ở 1 thì là nhỏ hơn T ở 2, tức là thời điểm đầu tiên này sẽ thời điểm mà có vận tốc -15 pi sẽ đạt được đầu tiên ứng với cặp giá trị t ở trên, tức là thay t bằng 0 ở 1 vào, ta thay k bằng 0 ở 1 vào ở t 1 thì ta tìm được t lần đầu tiên là 1/12 giây. Sau đó các em thay k bằng 0 vào ở t 2 thì các em sẽ được t bằng 13/60. Đây chính là giá trị lần thứ hai và cho vận tốc bằng -15 pi. Thế còn hỏi lần thứ ba này các em phải thay k bằng 1 ở cặp giá trị trên, cặp giá trị trên, và lần thứ tư là ở cặp giá trị dưới. Ta cứ thay theo quy tắc chứ không vậy. Nếu như mà cho biết vận tốc này đạt ở ly độ dương hay ly độ âm thì nó ta hạn chế thêm bằng x vào để sẽ giải triệt để là các nghiệm này, và lần thứ bao nhiêu lấy theo k từ ở các cái phương trình đó. Các em được đáp án là 13/60. Câu số 37. Câu số 37. Câu 36 thì các em vẽ hình ra là ra ngay này. Câu 37. Câu 37 nha. Vật chất động hóa phương trình này, x bằng 6 cos của pi t trừ đi pi/2. Pi/2. Khoảng thời gian vật đi từ vị trí cân bằng đến thời điểm x bằng 3 lần thứ 5. Tức là vị trí cân bằng x bằng 0 đến x bằng 3 lần thứ 5 là bao nhiêu? X bằng 3 lần thứ 5 là bao nhiêu? Ta vẽ hình nhé. Thế vẽ hình, bài này chuyển tính cái chu kỳ T và ta bằng 2 giây thôi. Đây, trên là dương 6, dưới để cho là âm 6 nhé. Đi từ vị trí cân bằng này, đi từ x 3 đây, 3 lần thứ 5, lần thứ 5. X bằng 3 lần thứ 5 à. Thời gian ngắn nhất, đây có hai khả năng. Đây các em nhớ thầy phân tích hôm trước nói rồi. Khả năng nhất là phải đi như này, đi lên đây sẽ được một lần nhé, thì sẽ được. Hoặc là khả năng thứ hai là đi vị trí bằng theo chiều này thì mất một thời gian lâu hơn, mất một thời gian lớn hơn vẫn mới đạt được qua vị trí bằng lần thứ 5. Mà để đề bài nói rằng vật khoảng thời gian này là ngắn nhất, cho nên vật sẽ đi trực tiếp từ vị trí bằng lên cái đi độ 3 luôn. Vậy ta vẽ hình được ngay này, đi thứ nhất lên đây nhé, số thứ hai là xuống đây, và thứ ba là lên đây luôn. Vậy đây, một lần, hai lần, 3 lần. Các em bấm máy thời gian sẽ được. Thứ nhất này, T/4 cộng với T/2. T/2 cộng với từ đây là T/3, từ 0 đến từ biên cho đến ly độ đối của nửa biên sẽ được T/3. Thì các em sẽ được thời gian T, các em tìm này, T min này thì nó chính là bằng T/4 cộng với T/2 cộng với T/3. 2 3 4, 2 3 là thành 6, 6 4 là 24. Mốt chung là 24. Trên tự này là 6 này cộng với lại là 12 này cộng với 8 này là chu kỳ T. 6 12 là 18, 6 này 12 là 18, 26/24 thì là 13/12. 13/12 T. Thay T bằng 2 giây vào 13 thì 13/6 giây. Không biết có đáp án 13/6 nào không? Ồ. Vị trí cân bằng x bằng 3 này là 25/6 à? 25/6 à? Thầy sẽ kiểm tra lại nha. Từ 0 này, 0 này. Đề bài chỉ nói rằng là khoảng thời gian vật đi từ vị trí cân bằng đến thời điểm có ly độ
Nếu không ta lại phải kiểm tra chiều rồi. Đề bài chắc là thầy lại cho không chặt chẽ. Các em để câu 37 nhé. Nếu như thầy cho khoảng thời gian ngắn nhất, khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng cho đến vị trí 3 lần vị trí x 3 lần thứ 5 thì sẽ được đáp án là 13/6. Còn nếu như đây không nói mà bắt buộc ta phải kiểm tra chiều thì các em phải kiểm tra lại. Kiểm tra lại đây này, t bằng 0 các em thay vào này, t bằng 0 thay vào là x bằng 0 này, x bằng 0 này theo chiều dương, theo chiều dương đi lên như này rồi, đúng này. Chỗ này là t trên 4 này, t trên 2 này, t trên 3 này, mốt chung này 4 này, 2 3 này là 24 đúng không? 2 x 3 là 6, 4 là 24 này. Trên tự của thầy là còn thiếu 6 này. 6 này, này 12 này, này 8 này, 26/24 là 13/12. 13/12 ta sẽ được nhân chung với t bằng 2 giây. 13/6. 13/6. À, x bằng 3 lần thứ 5. Trời đất ơi, nãy giờ thầy cứ đọc. Đây bây giờ là lần thứ 3. Ta đi lên tiếp này. Đi xuống này, đây là lần thứ 4 này. Xuống đây nữa. Đây bây giờ là lần thứ 5. Thầy cứ đọc lần thứ 3. Thế thì đến đây giờ ta vừa kết thúc này. T trên 4 này, T trên 2 này, T trên 2 này, T trên 2 nữa, T trên 3. Thì chỗ này là 1, 2, 3 là T trên 2. 3 là T trên 2 nhé. Xin lỗi, chỗ này 3 là T trên 2. 12 này, 24 này, 24 này nhân với lại 12 là 36. 36 cộng với 14 này tròn 50. Chỗ này nếu không được tròn 50. Đây là thứ 5 thôi nhé. 36 này cộng với lại 14 là tròn 50. 50/24 thì ta được là 25/12. 25/12 t. 25/12 mà t bằng 2 giây thì 25/6 chính xác. 25/6 rồi. Thầy xin lỗi nhé, thầy không đọc kỹ đề bài đâu. Hỏi lần thứ 3 đi qua lê độ x bằng 3 lần thứ 5. Thầy có cái sơ đồ như hình vậy. Ta làm tiếp câu 38.